sau nhiều bài báo đề cập đến đường dây mua bán của Ma Thông, lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm công an quận Cái Răng thành phố Cần Thơ đã tiến hành khám xét một căn hộ kinh doanh mặt hàng búp bê và đang làm rõ hành vi của một cô gái đang cất giữ 71 búp bê nghi là của Ma Thông. Công an quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ tiến hành khám xét tại số B328, khu trung cư Hưng Phú, tại lô A, do Thái Thị Yến Nhi, 24 tuổi, ngụ tại phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ, thuê làm nơi để ở và kinh doanh mặt hàng búp bê. Tiến hành kiểm tra tại nơi ở của Nhi, lực lượng công an đã phát hiện 71 búp bê nghi là ma Thông để trong thùng, vì cô này không xuất trình được ở hóa đơn, chứng từ để chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số lượng búp bê nói trên. Hiện công an quận Cái Răng đã tạm giữ toàn bộ số búp bê nói trên để tiến hành điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, Kumathong là một loại thần giám hộ huyền bí theo tín ngưỡng dân gian của Thái Lan. Trong tiếng Thái, Kuman có nghĩa là cậu bé thanh tịnh, thông có nghĩa là vàng, Kumathong có nghĩa là cậu bé vàng và búp bê của Ma Thông được tạo ra với mục đích giúp đỡ những linh hồn hài nhi bị chết oan hoặc không có nơi nương tựa để siêu thoát. Nhưng mà khi về đến Việt Nam thì loại búp bê này đã được các đối tượng thổi phồng khoác lên một vẻ huyền bí. Vâng và hiện trên mạng xã hội thì có hàng chục những hội nhóm kín được lập ra để chuyên trao đổi mua bán cũng như là chăm sóc như là búp bê Ma Thông, nhóm nuôi Ma Thông, hội nuôi và chăm sóc của Ma Thông đúng cách. Điều đáng nói là những video như là cho ăn uống và thờ cúng của bà thông lại thu hút người xem với lượt tương tác khá là cao. Đánh vào tâm lý tò mò, niềm tin đối với vấn đề tâm linh, một số những đối tượng đã thổi phồng và tạo vẻ huyền bí để lừa đảo những người nhẹ dạ cả tin. Mỗi một búp bê của bà thông có giá từ 7 triệu đồng cho đến hàng chục triệu đồng.